Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Tiếp tục video hôm nay, hiện tại Thanh Phú có mặt tại xã Cát Hưng của huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Thì video này Thanh Phú chia sẻ một không gian chơi, một khu vườn bonsai, nhà vườn bonsai trí toàn kết hợp với biển xanh, tức là cũng là một thành viên của nhóm biển xanh quý vị. Thì sự kết hợp này hôm nay là cũng là trưng bày lần thứ 8 ha, lần thứ 8 của nhóm biển xanh. Thì trên nhóm biển xanh thì Thanh Phú cũng có chia sẻ một vài cuốn video, anh em cũng có xem rồi. Thì hôm nay là nhà vườn bonsai trí toàn đấy, cũng là một thành viên. Thì sự kết hợp này đó, thì một cái không gian, thì khâu công tác chuẩn bị sắp xếp những tác phẩm cây bonsai trong nhóm biển xanh, tất cả anh em cũng như những người nghệ nhân, rồi những anh em khu vực lân cận của huyện đấy, thì cũng có tham gia để những cái tác phẩm bonsai trên tinh thần tình yêu bonsai là chính quý vị. Đấy thì video chia sẻ công tác chuẩn bị sắp xếp cùng ngày nay, tức là vào 17 giờ buổi ra mắt nhà vườn trí toàn ấy, Cát Hưng, Phù Cát, Bình Định. Thì sự kết hợp của nhóm biển xanh được tổ chức trưng bày lần thứ 8 đấy, thì khâu công tác đã chuẩn bị cũng rất là ngăn nắp rồi đấy. Thì Thanh Phú bật máy lên để chia sẻ cũng như ghi hình và video này để anh chị em cùng xem, và nếu anh em có dịp mà đến được đây thì chung vui với anh em. Thì trong cuộc chơi thì hai ngày, tức là ngày nay là ngày 22 tháng 6, ngày mai là ngày 23, là thứ bảy chủ nhật đấy, thì cũng là anh em có một cái thời gian để sắp xếp đến chơi thứ bảy chủ nhật, nó cũng rất là tiện cho anh em. Đôi khi có những anh em có nhiều cái công việc bận rộn đó. Đấy thì khâu công tác sắp xếp chuẩn bị ngăn nắp, thì cũng trang trí bảng hiệu logo, rồi bố trí những cây bonsai và đôn chậu, những hàng ghế rất là đẹp mắt rồi ha. Đấy, anh em rất là phấn khởi và vui mừng. Một số anh em là làm công tác chuẩn bị sắp xếp rồi sớm giờ rồi đó. Đấy thì ngồi lại thì cũng chuyện trò, dùng tách trà. Đấy, với tình yêu bonsai thì nỗ lực hết mình quý vị. Đấy, vui là chính, tình yêu bonsai là chính quý vị. Đấy, thì không giới hạn gì cây, tức là đôi khi có những cái cây mà bonsai mà đó, thì mang đến đây đấy, cũng khá là chỉnh chu đẹp mắt. Đây những cái chiếc bàn, chiếc kệ được sắp xếp hai cánh trái phải, đoạn chính giữa những cái cây mini đấy, cũng là đẹp mắt. Đấy bên trong là sân khấu, đấy sân khấu, và có những dòng chữ, có những logo nhà vườn bonsai trí toàn ra mắt. Đó, địa chỉ là Cát Hưng, Phù Cát của Bình Định. Đây thì video này Thanh Phú cũng lướt qua những cái không gian, những cây bonsai. Đấy thì chính giữa được bố trí sắp xếp những hàng mini, hàng mini nhìn cũng khá là đẹp mắt quý vị. Phải nói là rất vui vì cái khâu công tác chuẩn bị của anh em sắp xếp sạch sẽ gọn gàng đấy. Hay cũng rất là nhiều bonsai, nhiều chủng loại, đặc biệt là những dòng hải châu, những cây thiên nhiên, những cây rừng núi. Và trong một cái không khí vui mừng buổi ra mắt này, cũng có rất nhiều nhà vườn, có những anh em, có những anh em trong nhóm của biển xanh, và chắc có lẽ là đầu giờ anh em cũng có mang của những cái tác phẩm cây của mình mang đến. Thì trước mắt thì
hiện tại hiện có thì Thanh Phú chia sẻ. Đấy, vì sự chỉnh chu cũng khá là đẹp mắt. Và trong cái không gian sắp xếp trưng bày khá là đẹp mắt ha. Đấy, anh em thì nói chung là cũng mới vừa sắp xếp xong. Đấy, cũng ngồi thưởng tách trà, ngắm cây, rồi bàn về bonsai thôi quý vị. Rất là hay. Giờ cái chậu nữa là 2 triệu 2. Là 2 triệu 1 triệu 2. Đây đây mà lo quá chứ phải tôi mua đấy. Thanh Phú chào anh em nha. Công tác sắp xếp mình tạm ổn chưa? Xong chưa? Ok, xong. Đi vào công việc hả? Quá là đẹp mắt rồi ha. Sạch sẽ và chỉnh chu. Theo thứ tự từng tác phẩm, có những cây mini, sắp theo mini. Là những cái hàng bưng bê nữa ha. Cái sân khấu. Đấy, ra mắt vườn bonsai Trí Toàn, địa chỉ Cát Hưng, Phù Cát, Bình Định, nằm trong cũng một thành viên của nhóm biển xanh bonsai, được trưng bày bonsai lần thứ 8 là hôm nay được tổ chức tại nhà vườn bonsai Trí Toàn. Cũng nhân dịp này, nhà vườn Trí Toàn cũng ra mắt vườn bonsai của mình vào ngày 22 đến ngày 23 tháng 6 2024, tức là thứ Bảy và Chủ Nhật, chính thức là 17 giờ ngày 22, tức là thứ Bảy, ra mắt vườn bonsai của mình. Đây, trên sân khấu thì anh em cũng bố trí sắp xếp hai tác phẩm Sam hàng khai thác. Đây, những cái Sam già. Đây, được phối trước sân khấu là những cái tác phẩm Sam phối cặp, tức là cánh trái phải quý vị. Cũng chỉnh chu. Thì tiện thể Thanh Phúc cũng chia sẻ là nơi đây vườn bonsai Trí Toàn cũng cung cấp và giao lưu cây bonsai, trong đó cũng có chậu và đôn. Chậu và đôn quý vị. Đây, những chiếc chậu và những chiếc đôn rất là nhiều, đủ xây đủ kích cỡ để có thể anh chị em mình có ở gần thì đến đây để mình ủng hộ chậu. Đây cũng khá là nhiều. Đây, chậu và đôn. Đấy, những chiếc đôn, chậu nhà vườn Trí Toàn cũng có cung cấp cho đến anh chị em mình vào cây bonsai, nếu anh chị em mình có nhu cầu. Đấy, địa chỉ là Cát Hưng, Phù Cát, Bình Định. Rồi, tiếp tục Thanh Phú để chia sẻ sơ qua những cái tác phẩm bonsai được trưng bày. Đây, cũng đa dạng chủng loại, từ hàng khai thác đến hàng nuôi trồng. Mà không thể thiếu những dòng hải châu. Hải châu, mùa hoa trái hải châu rất đẹp, đặc biệt là những cái chùm trái hải châu này có nhiều màu sắc, những cái trái chùm chín mọng. Ha.
có cả những cây nuôi trồng như mai chiếu thủy. Đấy, những hàng bưng bê và những hàng xây kích lớn. Đây là những hàng xây lớn tầm 3-4 người bê. Có một số cây trái nó chín mọng hết rồi quý vị. Đấy, về chủng loại hải châu, mùa hoa trái, những dòng trái chùm rất đẹp. Đây, có cả linh sam, cây linh sam hoa trắng. Đây, chỉnh chu đẹp mắt hết. Hoa trắng quý vị, cây linh sam hoa trắng. Ồ, quá đẹp rồi. Dạ, yeah. Cây chân già. Xây kích 1 người B. Đây là bằng lăng. Mặt lăng mini. Có cả hàng sam. Đấy, hàng sam núi, hàng khai thác. Có những cái xây mà phải nói là khá là to nè. Cây sam núi trái. Đấy, khá là đẹp ha. Đấy thì đến với nhà vườn Trí Toàn, hôm nay chính thức cũng buổi ra mắt vườn bonsai của mình, trong đó có sự kết hợp nhóm biển xanh bonsai được tổ chức hôm nay là lần thứ 8 quý vị, của địa chỉ hiện tại nơi đây là Cát Hưng, Phù Cát, Bình Định. Có một cây hút mật. Thì những cái chủng loại cây này thì chắc có lẽ anh chị em mình cũng hiếm khi bắt gặp. Cây đàn hoa ha. Hoa giống như anh chị em mình có nhìn những cái hoa y như nước ngoài ha. Đây. Đấy, hoa đỏ mà kiểu như đỏ hồng. Cũng khá là hay. Hải châu, hàng bưng bê, hàng chân dài. Cây này thành phố thấy đang phun trái. Phun trái quý vị. Được tạo một cái dáng bay. Quả trái. Đây là trên hình ảnh thôi, chứ nếu anh chị em mà xem ở bên ngoài thôi, nhìn trái thôi, cực kỳ mê. Trái chùm, rất là nhiều trái luôn. Đây, phun cả tán. Chưa đâu, sắp tới thì nó chín đỏ đó quý vị. Nhìn nó tuyệt vời. Trồng hải châu thì nó từ khi bắt đầu ra bông, đậu trái, cho đến khi mà trái chín, nó tới 4 màu sắc ở trên cây. Nó đặc biệt là trái nó lâu tàn. Đấy. Đây có cả những hàng sam.
Đây thì Thành Phú đi vào những cái tác phẩm hàng mini. Mini quý vị. Khá là đẹp và chỉnh chu. Đây, những cây sam mà hàng khai thác. Cây sam già. Nhìn mê ha. Đấy là hàng mini. Đây những cái sam mà vặt lá là loài những dạng xương. Cây này cốt cách là kiểu thiên nhiên, tàn thiên nhiên. Đây hàng mini hai châu dễ thương quá ha. Công tác chuẩn bị cũng xong rồi quý vị. Thì anh em cũng nghỉ ngơi để chờ 17 giờ cùng ngày, tức là ngày 22 tháng 6 thứ bảy đấy mới chính thức ra mắt. Quả thật mới bình tĩnh anh, từ từ bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi thì video này công tác chuẩn bị sắp xếp buổi ra mắt vườn bonsai Trí Toàn, địa chỉ Cát Hưng, Phù Cát, Bình Định, được kết hợp nhóm biển xanh bonsai trưng bày bonsai lần thứ 8. Nhà vườn bonsai Trí Toàn cũng là một thành viên của nhóm biển xanh bonsai quý vị. Rồi video này Thành Phú xin phép để dừng lại, hẹn lại anh chị em video sau khi anh em tập hợp đông đủ. Thành Phú sẽ chia sẻ thêm những cái video để anh chị em mình cùng đón xem. Rồi Thành Phú xin chào. Hai giờ thái vô ngồi nó luôn lét rồi, con nó đi vô cũng cái rồi.